nha các bạn. Thì mình có mua một miếng bí đỏ nè, nó là khoảng 1 ký á các bạn. Với lại mình có 3 bịch sữa tươi ha, với này là sữa ông thọ, còn đây là đường, còn thêm một ít nước nữa nha. Thì nhưng mình nghĩ là nấu cái phần bí với sữa không á thì nó béo dữ lắm, nó sẽ không ngon nha, mà nó sẽ bị ngán nữa, cho nên đó là mình có pha thêm một ít nước. Với lại mình cũng có chuẩn bị đường, nếu mà mình nấu á thì nếu mà nó không có ngọt á thì mình sẽ dằn thêm một ít đường nha các bạn. Hôm đó các bạn mình có nấu cái sữa bắp á, các bạn nào chưa xem á thì vô xem ha. Mình nghe nói là cái sữa bí đỏ này đó các bạn uống là nó cũng có bổ dưỡng lắm nha, nhưng mà ai mà bị gầy á các bạn thì uống sẽ lên cân nha, nhưng mà uống cũng đẹp da lắm á các bạn. Rồi bây giờ là bắt đầu là mình sẽ gọt cái phần bí này nè ra, cái mình hấp ha. Mình cũng có chuẩn bị cái nồi nước bên đây nè, đặng cho nó nóng lên, trong thời gian nó đợi nó nóng á thì mình sẽ cắt cái phần bí này ra, mình sẽ đem đi hấp nha. Rồi, bí mình cũng cắt mỏng mỏng thôi. Là mình sẽ cắt cái phần này như vậy nè, cái mình đem mình hấp, mình hấp xong cái mình nghiền nó ra, rồi xong mình bỏ vô trong cái cối quay á, mình xay lại nha. Mình sợ để nó dày quá nó lâu chín đó các bạn. Bây giờ là mình sẽ cắt hết cái phần bí này luôn nha. Bí này á, mình nấu canh á, mình hầm với lại giò heo á, cũng ngon lắm, ăn rất là bổ luôn. Nhà mình á, thì hay nấu bí này ăn lắm á các bạn. Cái phần nước á, bây giờ là mình nước á, bây giờ đã nóng rồi. Bây giờ là mình sẽ bỏ bí vô mình hấp luôn nha, bỏ hết luôn, rồi mình hấp khoảng 15 phút đó các bạn, tại vì bí nó cũng mau chín nữa. Rồi bây giờ là mình đậy nắp lại nha. Rồi bây giờ cái phần bí á đã chín rồi ha, rồi bây giờ là mình sẽ tắt bếp, mình lấy ra, rút điện ra các bạn, mình lấy nó ra ha. Mình lấy ra cái mình đem mình xay, da nóng quá cái thôi nó còn rất là nóng lên luôn các bạn. Bí này á hầm nó hấp á nó mau mềm lắm. Giờ là mình cũng để một ít nước đó các bạn vô trong đây ha, tặng mình xay bí á cho nó dễ. Bí này á dẻo thơm ghê luôn các bạn, còn nóng nè, tại mình mới vừa hấp xong á.
nè, nhìn coi nó mịn kìa ha. Rồi bây giờ là mình sẽ đổ vô trong cái nồi, mịn ghê. Rồi, bây giờ là mình sẽ nấu cho nước nó sôi lên, cái mình nêm nếm lại ha. Mình nếm, nếm mà nó có lạc á, thì mình để thêm một ít đường. Tại vì cái thường thường á, bí á, là nó đã có cái vị ngọt sẵn rồi. Rồi mình để thêm cái sữa đặc nữa, mình sợ nó ngọt nhiều quá á, thì uống sẽ bị ngán nha. Sữa này á, mình uống nó lơ lớ thôi các bạn, là uống rất là tốt, rất là bổ dưỡng luôn. Cho nên là mình nấu nước sôi lên rồi mình nếm, nếu mà nó lạc thì mình bỏ đường vô. Mình nếm thử coi nó ngọt hay nó lạc nha. Nó hơi lạc đó các bạn. Bây giờ là mình sẽ cho đường vô ha. Mình để cũng từ từ thôi các bạn, chứ sợ nó ngọt quá thì uống không ngon. Cũng còn hơi lạc đó các bạn. Rồi giờ mình cho nửa chén đường ha. Rồi bây giờ là mình cũng dằn thêm một ít muối nè. Bây giờ là mình dằn một ít thôi, để cho nó có vị đậm đà thôi, vài hộp thôi các bạn. Rồi bây giờ là mình quậy cái phần đường cho nó tan lên, là mình sẽ nhắc xuống nha. Bây giờ sữa nó còn hơi ấm ấm ha. Bây giờ là mình sẽ thử cái phần sữa mà nó nóng đó các bạn, uống thử cho nó ngon hay không nha. Chứ thường thường đó là sữa mình hay để tủ lạnh đó, cho nó lạnh đó, mình uống. Hôm nay là mình sẽ uống thử cái phần sữa nóng nha, mình rót cho con mình với mình uống thử. Nay con trai mình nó đi học rồi các bạn, cho nên nó là ở nhà có con gái à, nên là mình rót cho nó uống. Xong dùng 200 cho cái phần chai rồi để con đi học về nó uống ha. Các bạn, sữa hồi nãy đó, mình múc ra nó hơi đặc ha. Cái phần sữa này nè, mình nấu mình uống giống như hình thức giống như là sữa đậu nành đó, mình uống nóng được đó các bạn. Rồi các bạn thấy cái phần sữa không? Sữa bí nè, nó lên cái màu vàng nè, đẹp ghê luôn á, mà nó thơm nữa. Bây giờ là mình uống thử cho nó ngon hay không nha. Cái béo mà nó hơi ngót ngót quá không? Dạ đúng rồi. Uống vậy nó không có ngán. Nếu mà mình làm ngọt quá là nó ngán lắm các bạn. Uống nóng cũng ok lắm các bạn. Cái sữa này hồi nãy mình làm là sữa không đường nha. Là mình hãy dằn một ít đường, chứ mình đừng làm sữa có đường. Tại vì sữa có đường nó không có đủ béo bằng cái sữa không đường nha. Rồi, xin cảm ơn các bạn đã xem video của mình ha. Nếu thích thì like, chia sẻ cho các bạn nhiều người cùng xem nhé. Xin chào các bạn.